Cả nhà thân yêu. Dạ em xin chào cả nhà nha. Rồi xa xa đằng kia cả nhà thấy ui nó bay đi mất tiêu rồi, con cò quá trời to luôn. Hôm nay trời rất là đẹp, sóng yên gió lặng. Đó. Dạ thôi hôm nay trời đẹp quá trời thì em sẽ đi quay cái phong cảnh mùa thu cho cả nhà mình xem ha. Hôm nay em mời cả nhà cùng em đi tham quan ngắm cảnh ở khu vực nhà em nha. Đây em cho cả nhà xem con cò nè, nó sát một bên em luôn, rất là dạng, không bay nha cả nhà. Nãy giờ em đứng em quay nó một buổi mà nó không bay á. Hoa cúc ở đây nói chung là chưa có nở nhiều lắm cả nhà ơi, nó chỉ hơi nở bút cúc thôi à. Chắc tuần sau là đi là đẹp lắm luôn á. Hoa cúc quá trời đẹp, màu này cũng đẹp nữa nè cả nhà, mà nói chung là nó chưa có nở nhiều, cúc cúc không bạn. Em thích cái màu này quá à, cái màu này rất là đẹp luôn á, màu tím đẹp quá. Vàng hoa cúc chỗ này nếu mà nở một cái thì rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây em sẽ cho cả nhà đi vô đây tham quan ha. Cỏ sậy, cái cỏ này á mình chụp hình á lên hình rất là đẹp luôn. Lúc trước có đi với mấy bạn á, ra ngoài này sống ảo chụp hình lên đẹp lắm, nhưng mà bây giờ đi có một mình à, không có ai chụp hình cho, ảo không có được cả nhà ơi. Với lại em cũng bận rộn quay phim rồi. Từ ngày quay YouTube tới giờ ảnh rất là ít chụp. Ôi ôi đứng chỗ này chụp hình một cái lên cái tòa nhà ha, cỏ sậy đẹp quá. Quá xuất sắc. Dạ đây, đây là vàng bầu vàng mướp. Em quay hình như ngược cái ánh sáng hay sao cả nhà ơi, em thấy cái máy nó đen thui à. Ồ trái quá trời luôn, mướp kìa, cái gì mướp. Hôm bữa đi thì trái nó nhỏ xíu 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 à, nay nó lớn ra được như vậy nè. Quay ở trên trời thôi, không có quay dưới đất đâu kìa cả nhà ơi. Đem cho cả nhà coi ha, cái trái nhỏ cũng còn rất là nhiều luôn á, trái còn nhỏ quá. Nói chung mới đi cái tầm này thì
Hoa cúc thì nó chưa có nở. Còn mấy cái trái này thì nó cũng chưa có nhiều, tại vì còn cái trái nhỏ nhiều quá. Cái chỗ này cả nhà coi cái trái nó bự chưa nè. Ui, to ghê á. Quá đã. Nhưng mà có một trái nó bị sâu rồi, người ta không có cắt bỏ cả nhà ơi. Đây, ở đây trái nó cũng to ghê nè. Sao em thấy toàn là mướp không vậy trời? Bầu sao không thấy đâu mà thấy toàn là mướp không mà cả nhà ơi. Trái quá trời luôn á. Hôm nay ở ngoài này có lễ hội cả nhà ơi. Ngày thường mà cũng có lễ hội luôn. Cảnh bên này đẹp quá. Mọi người mà xuống cái cầu đá đó đó chụp hình ha, là lên ảnh nó rất là đẹp luôn. Đó, người ta đang đi ngang đó cả nhà. Đây, cả nhà thấy chỗ này đẹp chưa? Em đứng em đợi em canh cả buổi luôn á. Người ta chụp hình xong rồi em mới quay được cái khúc này đó cả nhà. Đẹp quá. Trái tim làm rất là đẹp luôn. Cái chỗ này mà khách tham quan á, thì hay đến chỗ này chụp hình để lấy cái kỷ niệm này cả nhà. Những người gọi là lớn lớn tuổi đó, người ta đến đây người ta tham quan cũng nhiều lắm. Ê, cả nhà ơi, chỗ này đẹp không nè. Cỏ hồng và cái cây sậy. Ủa, không biết cái cây gì nha cả nhà, cái cây này không biết cái cây gì luôn. Đẹp quá. Công nhận cái cỏ này nó cao quá trời cao luôn cả nhà ơi, không biết là cỏ gì ha. Đẹp quá à, cao ghê luôn á. Đây. Thật ra là mọi người biết sao không? Hôm bữa em có nhỏ em ra ngoài này chụp hình nè. Em ấy chụp hình lên hình rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi bắt đầu em hỏi. Nó nói ở ngoài này, thế là em pai em quay video cho mọi người xem liền. Nhưng mà cỏ hồng chỗ này thì chỉ có một chút xíu thôi. Có cái công viên kìa, nguyên một cái khu gọi là cỏ hồng luôn mà em không có đi. Tại vì bây giờ chuẩn bị về Việt Nam rồi, không biết qua là nó còn hay không. Nếu mà còn thì em sẽ đi quay cho mọi người coi. Nói thật với cả nhà, em đi nãy giờ em quay em rớt đồ nghề tùm lum hết trơn. Người ta đi ngang người ta thấy người ta kêu em lụm lại quá trời. Úi dồi ôi, quay nãy giờ mà mấy tiếng hồ, đi mấy tiếng hồ rồi đó cả nhà. Nhưng mà quay thì do nó đang quay cái ánh nắng, bắt đầu tự nhiên nó chuyển xuống hết nắng, bắt đầu cái máy của mình nó đen thui, bắt đầu em tắt, cứ quay đi quay lại, quay đi quay lại nãy giờ mà tốn mấy tiếng đồng hồ các em. Úi rồi ôi, cái khu vực chỗ này á cả nhà, cỏ hồng có một chút xíu à, con nhím mà vậy mà quá trời người vô chụp. Em cũng đua đòi nhảy vô quay. Công nhận quay mấy cái cảnh này đẹp thiệt chứ. Cá mà nó cũng sợ nắng nữa nha cả nhà. Nó trốn ở dưới cái cầu á, ở dưới cái giống mát mát á, quá trời nhiều luôn á, ở dưới cái cầu mát lắm. Lâu lâu có nó lội ra vài con, lâu lâu có nó lội ra vài con nè. Cá mà cũng sợ nắng, đen da nữa. Cái công viên này rộng lắm nha cả nhà. Em quay chưa có xong nữa là nó sắp hết pin rồi. Cái cây ghim bay các em nó báo hiệu là sắp hết pin rồi. Mà thằng nhỏ quay chưa có xong nữa. Đây, hoa. Nói chung có hoa năm nay á, có hai cái màu này nó đẹp quá à. Hai cái màu tím với cái màu hồng.
Hồi năm rồi em đi quay thì toàn là màu vàng không. Năm nay thì có thêm hai cái màu này đẹp quá. Dạ thôi cả nhà ơi, hôm nay em xin làm cái video clip đến đây thôi ha. Tại vì cái cây em bồ của em nó đã hết pin rồi. Thì em cũng cảm ơn mọi người đã bỏ ra cái thời gian quý báu xem video ủng hộ em nha. Và em cũng xin kính chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thân tâm thì luôn an lạc nha cả nhà. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt và em xin hẹn vào video clip sau nữa nha. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt. Bye bye.